Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Eureka Channel trong cái nhận định đầu tuần. View thị trường chứng khoán từ ngày 23 tháng 8 năm 2021. View này được thực hiện bởi Eureka Capital. Và đây là cái chia sẻ với cái góc nhìn cá nhân của Eureka về thị trường VN Index ở trong giai đoạn này. Thứ nhất thì trước khi đi vào chi tiết thì Eureka có đưa ra các yếu tố tác động lên diễn biến thị trường, lên tác động diễn biến giá của cổ phiếu. Đấy thì cái tác động chính ấy, chủ lực thì như chúng ta biết rồi, có mua và có bán. Do đó thị trường và giá của cổ phiếu sẽ bị tác động bởi nguồn cung cổ phiếu và cái lực cầu của cổ phiếu trên thị trường chứng khoán. Tức là sẽ có những nhóm nhà đầu tư có cổ phiếu và muốn bán ra. Đấy là cái nguồn cung cổ phiếu. Và cái lực cầu cổ phiếu, đấy là có những nhóm nhà đầu tư có rất nhiều tiền và mong muốn là mua, nắm giữ cổ phiếu đó, thì gọi là lực cầu. Và cái giá sẽ được xác định khi mà cung và cầu gặp nhau. Đó chính là về cái yếu tố mà tác động chính lên giá của cổ phiếu. Nó hiển thị ra thực tế, ra cái action của tất cả các nhóm đầu tư rồi. Còn để tác động lên nguồn cung ấy, thì cái nguồn cung và lực cầu thì chúng ta sẽ để ý đến các yếu tố như là về dòng tiền, mức độ dồi dào hay là khan hiếm của dòng tiền đó. Và tiếp theo là cái yếu tố là về bản chất của doanh nghiệp và cái sự tăng trưởng của doanh nghiệp đó, hoặc là sự tăng trưởng của cái nền kinh tế, của cái thị trường chứng khoán đó, và các yếu tố khác nó tác động tới tâm lý, vân vân. Đó thì trong các cái yếu tố về nguồn cung và lực cầu này á, thì nó diễn biến hàng ngày. Ngày nào cũng định ra được một cái nguồn cung và một cái lực cầu. Đấy là một cái diễn biến xuyên suốt ngày qua ngày, giờ qua giờ, phút qua phút đó. Và thứ hai là cái dòng tiền, mức độ dồi dào và khan hiếm của dòng tiền á. Thì cái yếu tố này á, là một cái yếu tố nó mang tính thời điểm và nó có thể ngắn hoặc là trung hoặc dài hạn. Chẳng hạn như từ năm 2020, từ tháng 4 tới nay, thì cái dòng tiền mà để nhàn rỗi đổ vào thị trường chứng khoán á, thì cái mức độ dồi dào ở một cái mức độ cao, bởi vì là tiền của dân á, dân thường, của các doanh nghiệp, của rất là nhiều nhóm đối tượng mà tham gia vào thị trường này, họ đang chưa có nhu cầu để bung ra để làm các cái lĩnh vực khác. Đấy là đối với các cá nhân nhỏ. Thì cái dòng tiền ở đây là chúng ta xác định là cái mức độ dồi dào. Và ngay cả cái sự khớp lệnh của phiên thứ 6 lên tới 48.000 tỷ đồng cho cả ba sàn giao dịch Hồ Chí Minh, sàn Upcom và sàn HNX, sàn giao dịch Hà Nội, lên đến 48.000 tỷ, tăng khoảng độ 30-35% so với cái thời kỳ đỉnh cao trước đó. Thời kỳ đỉnh cao trước đó khớp lệnh được tầm khoảng 35.000 tỷ toàn thị trường là rất là lớn rồi, trong cái thời kỳ mà đỉnh cũ và trong cái thời kỳ trước khi rơi về 1.200. Đấy thì tổng toàn bộ ba sàn chỉ từ 28 đến 35.000 tỷ đồng, nhưng mà riêng phiên thứ 6 thì chúng ta thấy có một cái sự khớp lệnh vô cùng lớn, đó là 48.000 tỷ. Và cái mức độ mà khiến cho sàn giao dịch bị trắng sàn là chưa có, tức là cái việc bị bán trắng, tức là cái nguồn cung nó dồi dào, rất dồi dào rồi, lên đến 48.000 tỷ. Nhưng mà cái lực cầu của thị trường nó cũng rất là mạnh, chứng tỏ cái dòng tiền và cái mức độ dồi dào của dòng tiền là đang ở cái mức cao. Đó, thì hai cái phần này nó đã cân bằng được với nhau, khiến cho giá không bị
tới cái mức bán tháo, bán sàn. Và đâu đó trong cái góc nhìn của thị trường đã phân ra các nhóm có đối trọng khác nhau để khiến cho thị trường vẫn khớp lệnh và khớp lệnh ở một cái mức rất là cao. Và một cái yếu tố khác về bản chất doanh nghiệp và sự tăng trưởng của doanh nghiệp đó, cái bản chất của doanh nghiệp này nó có tác động cũng rất là lớn lên cái yếu tố của việc diễn biến giá. Tuy vậy thì Erica đánh giá rằng cái việc bản chất của doanh nghiệp và sự tăng trưởng của doanh nghiệp đó nó sẽ có là một cái yếu tố mà thúc đẩy diễn biến giá của doanh nghiệp đó trong dài hạn. Chẳng hạn một doanh nghiệp mà tốt đó, họ làm việc tốt và trong cái tương lai triển vọng mà ROE cứ tăng trưởng 20-30% một năm, thì đó là một cái doanh nghiệp mà nó có bản chất tốt. Thì dù trong ngắn hạn nó có dao động, nó có giảm mà sụt giảm sâu nhé quý vị, có thể sụt giảm đến 30%, hoặc trong cái thời Covid-2020 thì cũng đã sụt giảm nhiều doanh nghiệp đến 50% trong độ 1-2 tháng gì đấy. Đó thì cái bản chất của doanh nghiệp là nó khó mà thay đổi trong 1-2 tháng. Đó có thể là trong 1-2 tháng cái doanh nghiệp đó họ sẽ có cái kết quả kinh doanh kém đi, hoặc thậm chí là trong một quý đấy, hoặc là trong một năm nó không có duy trì được cái đà tăng trưởng như là những cái năm trước đó. Nhưng mà về bản chất của doanh nghiệp thì nó sẽ không thay đổi nhiều trong vòng một năm, nhưng mà nó sẽ có những cái bước view nhìn lại đột phá. Đó thì cái bản chất của doanh nghiệp này nó sẽ giúp nhà đầu tư có được một cái chiến lược dài hạn tốt. Đó, còn trong ngắn hạn thì nếu nhà đầu tư nào đầu tư vào trong ngắn hạn thì phải chú ý đến cái dòng tiền và các yếu tố khác như là tâm lý. Tâm lý thì thường là như là tâm lý lời nhiều quá thì chốt lời, đó cũng là một dạng tâm lý. Tâm lý lỗ nhiều quá thì run rồi cũng chốt lỗ. Đấy thì đấy là các cái tâm lý mà khiến cho cung và cầu cổ phiếu trên thị trường nó bị thay đổi. Đấy thì khi mà chúng ta đánh giá một cái thị trường thì chúng ta sẽ nhìn ở các cái khung thời gian khác nhau, và chúng ta sẽ nhìn về các cái khả năng có thể xảy ra để chúng ta đưa ra các cái hành động cụ thể. Đó thì đó là một cái điều mà rất cần thiết. Đó, nhiều nhà đầu tư mới và chưa trải qua nhiều sóng gió khi mà được Erica hỏi về cái khả năng chịu lỗ của anh chị là như thế nào, quy mô vốn anh chị ra làm sao, có tăng trưởng đều hay không, hoặc là cái thời hạn đầu tư của anh chị là bao lâu, rồi là cái kỳ vọng của anh chị để mà mình có thể tiếp tục xem cái kênh này là một cái kênh đầu tư dài hạn đó, là bao nhiêu phần trăm một năm. Đấy thì khi mà chúng ta đặt ra kỳ vọng thì chúng ta đặt ra kỳ vọng ở mức chấp nhận được, mức khả thi, nhưng mà cái mức rủi ro thì anh chị nên đặt cái mức maximum mà mình có thể chịu, nhìn được dao động của tài sản dòng của mình á, thì đó mới là một cái con đường đầu tư chín chắn. Mình đầu tư nó theo một cách nó chính thống, nó nền nã thì quý vị và các bạn mới follow dài được với thị trường chứng khoán. Còn khi mà chúng ta cái gì chúng ta cũng chưa có xác định đều, mơ hồ thì sẽ dẫn đến các cái quyết định sai lầm. Đó thì đó là những cái lời khuyên, dù bốn câu hỏi đấy nó khá là ngắn gọn đó, nhưng mà để trả lời được câu hỏi đó hoặc là đưa ra các cái khuyến nghị về cái mức chấp nhận rủi ro đấy, để chúng ta quy ra cái quy mô vốn ban đầu á, cho một cái tâm lý đầu tư thoải mái, thì quý vị và các bạn sẽ đạt được cái hiệu quả tốt hơn. Đó thì xin quý vị và các bạn hãy lưu ý bốn cái câu hỏi mà Erica thường hay đưa ra trong cái màn chào hỏi ban đầu. Vì quý vị cũng biết là Erica là một broker, và đương nhiên là không làm việc với nhiều người quen rồi. Tức là nếu mà tính tỷ lệ ra thì những khách hàng, những nhà đầu tư, những bạn đồng hành của Erica đều là những người lạ, từ lạ rồi dần dần chúng ta trở nên thân thiết. Đấy thì do đó đối với người lạ hay người quen thì Erica cũng đưa ra những cái view ban đầu một cách tổng quan để cho ai cũng có thể tiếp cận được kênh đầu tư này một cách đúng đắn. Còn về sau này những cái cải biên khác á, là khi chúng ta đã có cái feeling với thị trường và có những cái quan điểm đầu tư, có những bộ luật
đầu tư và hành động trên thị trường này khác rồi á, thì đó là chúng ta sẽ tùy cái khả năng ứng biến của chúng ta. Đấy, còn ban đầu thì chúng ta nên gọi là học tập trong cái đầu tư chứng khoán này, thì nhà đầu tư cũng cần phải học tập 1 năm, 3 năm, đó rồi dần dần lên 10 năm. Cứ mỗi một thời điểm thì thị trường chứng khoán sẽ dạy cho chúng ta một cái bài học mới, nó sẽ không giống như cũ. Đó nên là những nhà đầu tư, dù quý vị và các bạn đang rất mới, nhưng quý vị và các bạn chăm học hỏi, học hỏi từ lịch sử, học hỏi từ những người đi trước, những người có kinh nghiệm, thì quý vị và các bạn sẽ cải thiện được cái năng lực đầu tư của mình rất là nhanh. Đấy, thay vì là mình không đi học hỏi, nếu mà phím thì Erica cũng phím được thôi, nhưng mà thực sự mà nói thì Erica muốn là bồi dưỡng quý vị và các bạn sẽ có được một cái năng lực để sau này dù có Erica hay không có Erica thì quý vị và các bạn cũng có thể ra được cái quyết định nhanh chóng. Đấy, bởi vì thị trường này ngày càng có nhiều doanh nghiệp niêm yết lên, thì cái cơ hội mà chúng ta nhìn đúng được cái viên ngọc quý thì nó sẽ cao hơn, mà một mình Erica mà nhìn ra được toàn thị trường thì không bằng mỗi người nhìn được một mảng mình yêu thích và một doanh nghiệp mình tìm hiểu kỹ, mình hiểu nó thì chúng ta đem ra trao đổi thì điều đấy sẽ giúp được cho tất cả chúng ta, để chúng ta cùng chia sẻ các cơ hội đầu tư. À thôi, được rồi, bây giờ chúng ta sẽ quay lại cái chuyên mục chính của thị trường. Khi mà nhìn về ngắn hạn thì chúng ta thấy là cái phiên 20 tháng 8 là một cái phiên đảo chiều, một cái phiên mà nó ra một cái tín hiệu quay ngược rất là bất ngờ đó. Nhưng mà cái sự bất ngờ đấy cũng được đối ứng bởi 48.000 tỷ, tức là có độ ở đây là 1.2 tỷ cổ phiếu được bán, 1.2 tỷ cổ phiếu được bán, nó cao hơn cũng 30% so với những phiên trước đó, 30-25%, thì được đối ứng bởi 38.000 tỷ trên sàn giao dịch Hồ Chí Minh. Nó thì tức là ở đâu đấy dòng tiền nó cũng đang nằm trong thị trường chứng khoán để mà sẵn sàng mua ngay những cái lượng bán mạnh mẽ. Và phiên hôm trước khi mà thị trường rơi thì nó rơi về đúng 1.3-1.7. Cái mốc này Erica cũng nhắc khá là nhiều, từ kể cả cái quá trình mà VN Index đi lên từ mốc 1.2-2.5. Đó thì nếu mà quý vị và các bạn hay nghe các cái video review về VN Index sẽ thấy cái mốc 1.3-1.7, 1.3-1.3, đó là cái mốc mà Erica hay nhắc đến. Và tiếp đến là đây, nó về đúng cái vùng này này, 1.3-1.3, 1.3-1.7, đây cái mốc này. Đó thì nó đi theo cái dạng là tức là cái mốc mà 1.3-1.3-7-5, 1.3-8-0 á, là một cái mốc nó rất là quan trọng và khá là khó mà index suốt 2 tuần. Suốt 2 tuần vừa rồi tích lũy nhưng mà mãi không bứt phá lên được, thì thị trường có động thái là bán chốt lời tại đó, bởi vì một cái mốc khó mà mãi chưa bứt phá lên được. Thế thì sẽ có một nhóm nào đấy bắt đáy từ 1.2-2.5 hoặc là 1.2-8-0, sẽ chốt lời ở 1.3-8-0 rồi 1.3-5-0. Đó, chốt lời thì rất là ít người chốt được ở mốc 1.3-8-0. Vì cái thị trường đợt đấy thì hấp thụ cũng không quá nhiều. Đấy, nhưng mà chốt ở như cái phiên hôm trước ấy thì là có khá là nhiều chốt, khá là nhiều người, khá là nhiều nhóm đã chốt lãi ở như cái vùng 1.3-8-0. Có lẽ khi mà họ chốt lãi đấy thì họ sẽ trông chờ nó về tầm 1.2-6-4 này, hoặc là về đáy cũ, hoặc là thậm chí là họ sợ quá thì họ mong chờ nó về 1.100. Đấy là Erica đang đứng góc độ ở người chốt lời. Đấy, nhưng mà đâu đó có một cái lực lượng đối ứng như Erica chia sẻ. Bình thường nếu mà 48.000 tỷ, ngày xưa mới chỉ 8.000 tỷ thôi, cái thời trước 2020 ấy, 8.000 tỷ đã khiến thị trường trắng sàn rồi. Tức là cái mức độ giảm không phải là 3.3% mà là giảm lên tới 6%, 5%, 4%. Đấy là những cái phiên giảm của ngày xưa mà với chỉ cái mức dao động ở độ khoảng 7 đến 10.000 tỷ thôi thì đã trắng sàn rồi. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy một cái số lượng khác, giá cao hơn và cái khối lượng giao dịch nó cũng khác hơn, nhưng mà không hề có trắng sàn ở VN30. Đó thì nhìn vào các ông lớn thì chúng ta thấy có một cái lực đối ứng với cái lực bán rất là mạnh. Thì cái mốc của chúng ta đang là 1.3-1.3 là một cái mốc hỗ trợ này. Và tiếp theo là
Mốc tiếp theo á, là một cái mốc là 1280. Đấy, mốc 1280, 1264, đấy là các cái mốc hỗ trợ của VN Index mà trong tình hình xấu thì nó sẽ có thể về đó. Nhưng mà trong cái góc nhìn của Erika, nếu mà VN Index trụ được 1300 và khối lượng nó vẫn tăng cao, khối lượng giao dịch nó vẫn tăng cao nhưng không thủng được mốc 1280, đấy là cái mốc mà Erika làm chuẩn. Nếu mà nó không thủng được mốc 1280 và nó vẫn giao dịch ở một cái mức thanh khoản rất là cao thì cái việc mà chỉnh này, điều chỉnh này nó mang tính là tích lũy cực mạnh xây nền để có thể tìm lên một cái nền cao mới. Cái việc mà Hồ Chí Minh giãn cách và Covid nó sẽ thể hiện vào báo cáo kết quả kinh doanh ở quý 3 thì sẽ được công bố vào tầm khoảng tháng 10. Đó, thì lúc đó thì chúng ta sẽ biết là doanh nghiệp làm ăn tốt hay là làm ăn chưa tốt, hoặc là xấu nhưng mà xấu tới mức độ nào, có xấu như kỳ vọng của các khối đầu tư hay không. Đấy, thì lúc đó sẽ có những cái sự đánh giá lại về thị trường nó cận biên hơn. Còn từ bây giờ tới đó chúng ta có khoảng 2 tháng, khoảng 1 tháng rưỡi đến 2 tháng. Thì như vậy là cái yếu tố chủ yếu tác động lên VN Index sẽ là cung và cầu, cái dòng tiền và cái nguồn cung hàng hóa, nguồn cung cổ phiếu trên thị trường. Và cái điều đó nó sẽ là tác động, động lực chính cho cái việc tăng trưởng và diễn biến giá của cổ phiếu là tăng hay là giảm. Nhìn ở trong biểu đồ nến trong ngắn hạn thì chúng ta nhìn rất là sợ hãi, đúng không? Kể cả trong cái đồ thị mà Erika hay nhìn, cái điều này là được nhìn thấy rồi, bởi vì cái mô hình hai đỉnh này á, Erika nhìn thì cũng sẽ thấy ngay, tức là nó không vượt được thì nó sẽ giảm thôi. Đó là một cái chuyện theo phân tích kỹ thuật, phân tích kỹ thuật mà mọi người có nhìn thấy. Đấy, thì cái mốc 1317 với 1313 này nó là một cái mốc độ khoảng 50%, trên 50%, và cái mốc 1280 á là một cái mốc quan trọng để xem là VN Index nếu mà trụ vững tốt nhất là trụ vững được ở như cái mốc 1313 này. Xong cứ dao động cực mạnh ở cái vùng này, ai muốn bán thì bán đi, ai muốn mua thì mua vào, dứt khoát vào, và có thể là 1 tuần, 2 tuần, có khi là 3 tuần thì hơi nhiều. Đấy, 1 tuần đi. Tạm thời là nếu mà cực mạnh vào 1 tuần mà không thủng thì xem như là chúng ta có cái kỳ vọng, cơ sở kỳ vọng lớn trong cái việc trở về đỉnh. Còn nếu mà trong phiên hôm nay, ngày mai tự nhiên mà vẫn là khối lượng lớn và làm thủng các mốc thì xem như là thị trường đang muốn tìm một cái vùng thấp hơn nữa. Đó, thì trước các cái tin hôm trước, cái động lực thúc đẩy bán ra đó là nhờ vào cái việc là tin Hồ Chí Minh giãn cách, và giãn cách thật làm khắt khe và ngặt hơn. Cái điều đấy cũng là cần thiết thôi, bởi vì những gì diễn ra ở thành phố Hồ Chí Minh, cái mầm mống bệnh nó đã ăn sâu và rộng rồi. Bây giờ trước hết là người dân phải luôn luôn sẵn sàng với việc là mình có thể là F0, và mình sẽ làm gì khi mình bị là F0. Đấy, phải chủ động trước các cái kế hoạch xấu nhất thôi. Đó, và ngoài ra thì cũng đừng lo lắng quá, chính phủ đã mang theo quân đội vào là để hỗ trợ bà con rồi, thì chúng ta cứ bình tĩnh đối diện với các cái thực trạng nó khá là khó khăn của kinh tế và cái xã hội. Thì đây là một cái view, mà cái view khi mà chúng ta nhìn sang cái view ngắn này á, thì chúng ta cũng thấy được các cái mốc hỗ trợ là 1313 này, 1317, 1300, rồi sau đó là 1275. Đấy là các cái mốc hỗ trợ của index mà khi rơi thì sẽ có ma sát ở như cái vùng này. Còn khi mà chúng ta nhìn rộng hơn, khi mà chúng ta nhìn sang cái đồ thị của 10, 11 năm, hoặc là tiếp theo là một cái đồ thị của VN Index từ năm 2000, đó thì chúng ta thấy cái việc pullback này á, trông nó nhanh, nó ngắn. Tức là nếu mà mình nhìn từng phiên với 48.000 tỷ giảm 57 điểm một phiên,
thì chúng ta sợ hãi rất nhiều. Nhưng mà khi mà chúng ta chỉ nhìn theo điểm và hình thôi á, thì chúng ta thấy là khi mà nó giảm thì nó giảm đến đâu, khi mà hết giảm thì nó sẽ đi được 160 điểm này, sau thì theo lý thuyết thì nó có thể giảm thêm tầm khoảng 80 điểm này, sau đấy thì nó sẽ dao động tích lũy ở như cái vùng đấy để đi lên một cái vùng cao hơn. Thì đó là cái quan điểm mà theo lý thuyết rồi. Đấy thì ít nhất thì chúng ta cũng phải chấp nhận lý thuyết chứ làm sao bây giờ. Không thể nào kỳ vọng, đương nhiên là khi mà kỳ vọng nó vượt về đỉnh luôn thì là kịch bản tốt nhất. Nhưng mà bây giờ nó không đi theo cái kịch bản tốt nhất của tốt nhất nữa, thì đi theo cái kịch bản trung bình. Thì chúng ta cũng phải bình tĩnh và trên hết là luôn luôn sẽ phải chấp nhận cái sự dao động này của thị trường, không tránh được. Cái phần vốn mà chúng ta đã đem cơ cấu sang để đầu tư chứng khoán thì chúng ta phải chấp nhận một cái mức dao động lớn. Và đương nhiên là những gì mà thị trường chứng khoán, những ai mà đã trải qua thị trường chứng khoán 10 năm qua và theo cái phương pháp mà chọn đúng mã cổ phiếu và chúng ta có thể tích lũy và chúng ta chịu được một cái biên độ lớn thì hầu hết là những nhà đầu tư 10 năm thì người ta đều thành những người giàu có trên thị trường này rồi. Đấy, còn những ai mà đầu tư vào các cái hàng lái và ham chốt lãi theo tuần, theo tháng ấy, theo tuần, theo ngày thì thường thì sẽ không có tài sản. Tức là lúc thì lãi, lúc thì lỗ, nhưng mà chung quy lại thì không có một cái sự tăng trưởng bền vững cho tài sản của chính người đó. Đó, còn khi nào mà nhà đầu tư đã có sự chuyên nghiệp rồi thì họ sẽ có những cái động thái khác nhau và họ có thể đánh ngắn. Đấy thì chúng ta cứ từ từ học. Tiền thì chúng ta là tiền, dòng tiền tích lũy đều, là cứ mỗi tháng mình push vào và mình cứ thấy dao động 20-30% làm quen đi. Đó thì đó là những cái mà Arika có thể chia sẻ để giúp nhà đầu tư có một cái nhìn thoáng hơn về thị trường chứng khoán. Đây khi mà view nhá, chúng ta bỏ qua những cái yếu tố ngắn hạn trông rất là kinh đi. Giảm này sâu quá, sâu so với cái phần tích lũy. Đấy, nhưng mà khi mà chúng ta nhìn vào cái biểu đồ điểm và hình á, và cái tầm nhìn của chúng ta kéo ra 10 năm thì ồ đúng rồi, cái mốc đây, cái mốc 1380 này là một cái mốc khó, không vượt được thì tôi phải quay trở lại pullback thôi. Pullback ở đây thì lại pullback cũng mạnh hơn bình thường. Lẽ ra nếu mà pullback đến 1351 á, 1352 này thì là thị trường ở cái mốc là cực đẹp, là chỉ pullback ở đấy thôi. Nhưng mà về tới mốc 1317 thì xem như nó ở cái tình huống là pullback trung tính, tức là vẫn chưa gãy hẳn trend đâu. Tức là bây giờ nếu mà trong độ 1 tuần, 2 tuần từ cứ giữ được cái mốc là 1300 nhé, và sau đấy dao động ở mức đấy và chỉ cần vượt lên 1353 một lần nữa thì thị trường lại quay trở về cái trạng thái đi tìm đỉnh. Đó, còn nếu mà thủng 1280 thì thị trường có thể sẽ xấu, và xấu lúc đó sẽ là xấu trung hạn chứ mình sẽ không tính theo ngắn hạn nữa. Còn bây giờ vẫn đang trong cái trạng thái là tích cực ngắn hạn, trung hạn. Đó, động lực thì chủ yếu là dồi dào dòng tiền, chứ còn cái bản chất của doanh nghiệp nó sẽ có một cái sự khó khăn trong vòng báo cáo của quý 3. Khi mà ra được báo cáo quý 3, kể cả vĩ mô và kể cả vi mô, đó thì chúng ta chỉ có cái yếu tố duy nhất là về dòng tiền. Dòng tiền ở đây thì nó được chịu tác động bởi các chính sách tiền tệ, không chỉ ở Việt Nam mà toàn thế giới. Tức là Fed vẫn đang nới lỏng tiền tệ và chính phủ Việt Nam cũng đang nới lỏng tiền tệ khi mà lãi suất liên tục giảm, lãi suất huy động và lãi suất cho vay, cũng trần cho vay thì cũng đang liên tục giảm. Đó thì cái số lượng mà CASA ở các ngân hàng tăng lên cũng là bởi vì vậy. Tức là họ chưa biết được khi nào thì có thể cần đến cái số tiền đấy để phục vụ hoạt động kinh doanh. Đấy, nhưng mà phải luôn luôn sẵn sàng thì họ sẽ không đi vào cái trạng thái là gửi tiền tiết kiệm. Đấy nên là cái dòng CASA ở một số ngân hàng tăng ấy, tăng hơn so với các năm trước là bởi vì lý do vậy. Họ chưa có một cái kế hoạch cụ thể trong tầm khoảng 3 đến 6 tháng, nên là cái tiền của họ vẫn thường để ở cái mức là vãng lai. Thậm chí là có nhiều món họ còn không có kế hoạch trong vòng 1 tháng để gửi tiết kiệm 1 tháng nữa. Và cái lãi suất tiết kiệm nó cũng không nhiều quá. Đấy thì thành ra là thị trường chứng khoán vẫn là một cái kênh mà hút được tiền, bởi vì đây là một cái kênh chính thống. Số lượng tiền
hấp thụ rất là lớn, 48.000 tỷ. Đó, rất là hiếm có một cái kênh nào đó mà hấp thụ được 48.000 tỷ. Nghe 1-2.000 tỷ, 3-4.000 tỷ, 10.000 tỷ là chúng ta đã thấy là nhiều rồi đúng không? Nhưng mà ở đây là thị trường hấp thụ và giao dịch sôi động ở mức 48.000 tỷ. Như vậy là tiền ở các cái lĩnh vực khác đều đang bị chứng khoán, tức là đều đang được thị trường chứng khoán hút vào. Chưa có, tức là tôi chưa đi làm cái kia thì tiền tôi vẫn đang để ngân hàng, mặc dù là lãi suất có thể không đáng kể, tôi vẫn để chẳng hạn. Thì ở đó thị trường chứng khoán là cái kênh này nó có dao động, nó có rủi ro hơn chút, 20-30%, nhưng mà tôi có thể cũng lãi được 20-30% thay vì để không. Mức lãi 1-2% bên ngân hàng chán quá, tôi không thích. Đấy thì đấy là một cái lý do mà khiến cho thị trường chứng khoán có cái nguồn tiền dồi dào và hàng hóa, tức là số cổ phiếu cũng giao dịch dồi dào, bởi vì có những nhóm là người ta đầu tư và kỳ vọng ngắn hạn, và người ta cũng có những cái nỗi sợ ngắn hạn của quý 3 chẳng hạn. Đấy thì rất nhiều yếu tố quyết định dẫn đến cái hành vi mua hay là bán của nhà đầu tư trên thị trường. Nhưng mà chúng ta cần nhìn về một bức tranh tổng quan. Đấy thì ít nhất là chúng ta cũng đang có cái sự làm khắt khe hơn của chính phủ trong Sài Gòn. Thì Erica đánh giá rằng đây là một cái sự nỗ lực tuyệt vời của chính phủ khi mà không buông tay người dân. Đó, còn nếu như mà để mà xét về phát triển kinh tế và làm thỏa mãn một số cái nhu cầu số ít của nhân dân á, và cái hiểu biết của mỗi người dân là khác nhau á, thì chính phủ có lẽ đã nên buông tay từ một hai tuần trước rồi, chứ không đến mức là phải tăng cường thêm lực lượng quân đội để vào đấy chuyển phát nhu yếu phẩm và giúp cho mọi người dân trấn tĩnh lại và ở yên ở nhà, rồi là xét nghiệm toàn bộ. Đấy thì đây vẫn là nỗ lực của chính phủ để giữ lại cái nguồn nhân lực của nước Việt Nam mình thôi. Đó, vẫn là quan trọng tính mạng của tất cả người dân là trên hết, chứ kinh tế vẫn đang đặt ở thứ hai rồi, nên là hy vọng là người dân trong Sài Gòn mạnh mẽ lên. Thứ nhất là tự bảo vệ mình, sẵn sàng nếu mình là F0 thì mình sẽ cách ly, mình sẽ phục hồi. Đó, còn nếu mà mình chưa bị F0 thì mình cũng nên tuân thủ chính phủ là mình chịu khó một chút, ăn cơm với muối trắng chẳng hạn, để chúng ta có thể vượt qua được Covid nó nhanh hơn. Chỉ cần 3 tuần mình đóng băng thôi thì có thể tình hình khác, mọi các cái gốc rễ của mầm mống có thể được nhổ lên, kéo lên để điều trị chẳng hạn. Đấy thì cần rất là lớn từ mọi người. Ít nhất thì tiền rất là nhiều, có thể là những người làm trong lĩnh vực chứng khoán hoặc là tài chính chưa bị ảnh hưởng nhiều vì mọi người vẫn có thể làm được việc từ xa, từ nhà. Đó, nhưng mà về cơ bản á, để có một nền kinh tế bền vững, một thị trường chứng khoán tăng trưởng bền vững thì chúng ta phải chú trọng đến cái yếu tố này, yếu tố về bản chất của doanh nghiệp, sự tăng trưởng của doanh nghiệp, sự tăng trưởng của ngành. Đó, thì nếu mà cứ bị chia cắt và bị đóng băng thì cái yếu tố này đâu có thể nào tăng trưởng như chúng ta kỳ vọng được. Đó, chúng ta còn cần cái bản chất này để hút được các cái dòng vốn ngoại nữa. Đó, và hút được các cái nhà đầu tư dài hạn. Đấy, thì cái dòng tiền dài hạn đấy mới giúp được cho thị trường chứng khoán tăng trưởng bền vững kìa. Nên là đấy, thì chỉ có cách là chúng ta phải hỗ trợ và chúng ta phải đồng lòng trên mọi miền tổ quốc, làm sao đấy chặn đứt được cái sự gia tăng gieo rắc mầm bệnh thôi. Còn trong cái tình huống khó nhất thì chúng ta là F0 và chúng ta sẽ vượt qua cái sự thử thách khi bị là F0. Nó khó khăn đấy, nhưng mà chúng ta mạnh mẽ thì chúng ta vẫn sẽ vượt qua được thôi. Và đây, một cái nhìn khác này, một cái nhìn khác của index khi mà view ít nhiễu hơn thì đấy, khi mà chúng ta vượt qua được cái mốc 1.204 này, tạo ra được một cái bứt phá lên 1.400 này, thì giao dịch ở cái khung 1.200 tới 1.300 giao dịch khá nhiều. Và khi mà index ở cái vùng 1.000 này thì 1.000 và trước thềm 1.200 á, thì Erica cũng có chia sẻ về cái quan điểm của mình rồi. Khi mà vượt 1.200, vượt đỉnh, thì Erica có chia sẻ góc nhìn là index sẽ tích lũy một cái nền ở mới ở như cái vùng 1.400 về 1.200. Đấy, do đó là khi mà chúng ta thiết lập được một cái mức đỉnh mới nhất ở 1.424
và khi mà nó quay về 1-2-10 á, là cái vùng đấy là lại nhà đầu tư tích lũy, nhà đầu tư ấy lại tiếp tục vào mua cổ phiếu. Đấy thì nhiều khi mình nhìn 1.400 xong về 1.200 NAV của mình bị giảm đến 20%, 15%, phí quá. Tại sao không chốt trên này rồi lại mua ở dưới này? Đấy thì đấy cũng là cái quan điểm mà về cơ bản ngắn hạn thì mình có thể tiếc nuối, nhưng mà về dài hạn thì thực ra ở cái vùng này mình không bán này, mình giữ ví dụ 100.000 cổ phiếu chẳng hạn. Thì tới đây á, tới 1.200 mình mua thêm được khoảng 30.000 cổ phiếu. Rồi lúc nào nó lên 1.600 á, thì mình sẽ có được là 100.000 cổ phiếu tăng thêm 20%, cộng thêm với 30.000 cổ phiếu tăng thêm 30-40% ở đây. Đó thì đó là cái cách tư duy của nhà đầu tư dài hạn á. Thì Erica hy vọng rằng trong cái lúc thị trường khó khăn thì nhà đầu tư chúng ta chuyển hướng sang đầu tư dài hạn. Đặc biệt là phải tìm những cổ phiếu tốt để chúng ta tích lũy. Và trong cái công cuộc đi đầu tư này á, thì chúng ta phải rèn luyện cái gọi là bỏ qua sự tiếc nuối, sự tham lam đó, của việc là ai cũng biết rằng là nếu mà bán được các cái vùng gấp khúc á, thì mình sẽ gia tăng được rất nhiều lợi nhuận. Nếu như mà để lựa chọn một cái bài toán chung cuộc mà chúng ta có thể win á, và cái xác suất win cao á, thì nhiều khi chúng ta phải bỏ qua cái điều đó. Đó thì... chốt lại vấn đề về VN Index thì chúng ta nhìn thấy rằng là VN Index đang tức là đã đạt được một cái mức phục hồi cao hơn mức phục hồi kỹ thuật. Đấy là cái điều mà chúng ta nhìn nhận thấy trong tháng đầu, nửa đầu tháng 8. Thứ hai là chúng ta thấy là Index đang quay trở lại pullback. Pullback đến đâu thì vẫn là an toàn, thì cái việc pullback đến vùng 1.280 với cái khối lượng thanh khoản tăng rất là cao, khớp lệnh cao 40-50.000 tỷ ấy, thì cho thấy hệ thống đã mượt rồi, và cái lượng cung và cầu, tức là có cái sự đảo vai trò ở đây rất là cao, đảo vai là người mua sớm gánh không nổi nữa thì đảo sang cho người khác, những dòng tiền vốn mới, những dòng tiền vốn mà có kỳ vọng dài hạn hơn thì người ta sẽ đảo vai để gánh vác thị trường này. Đó thì Erica thấy đang có một cái sự đảo vai ở đó. Và cái mốc, nếu mà trụ vững được cái mốc 1.323 không giảm nữa thì thôi, Index xem như là chưa có cuộc chia ly và vẫn đi dò đỉnh. Và cái mốc khó vẫn là 1.380. Đây, cái mốc khó ở như cái đỉnh cũ đây này, 1.380 này, phải vượt qua được nó cơ. Nhưng mà trong tuần trước thì 2-3 tuần trước đấy, dù ở trong cái đồ thị này chỉ có một nốt cây xanh thôi nhá, nhưng mà bởi vì không vượt qua được nên là nó giảm, thì chúng ta thấy một cái cây đỏ này. Còn bao nhiêu phiên giảm mà nó vẫn không thủng được 1.323 nữa ấy, hay là 1.300 ấy, và thậm chí cái mốc cuối của chúng ta là mốc 1.280 để còn chốt lời nữa, thì đấy 1.280 thì xem như là Index đang khỏe và đang chuẩn bị cho một cái giai đoạn mới. Nhìn vào nền kinh tế Mỹ đi, các bạn nhìn vào nền kinh tế Mỹ, cái chính sách tiền tệ nó rất là quan trọng ấy. Nhìn vào nền kinh tế Mỹ và thị trường chứng khoán Mỹ thì Mỹ chưa có phục hồi lại được trước cái năm 2020, nhưng mà giá, diễn biến giá của cổ phiếu trên sàn đó thì nó đã tăng trưởng vượt năm 2020 đến khoảng 30-50% rồi. Thời 2020 nó tầm 20 đến 27 nghìn chỉ số Dow Jones á, cả chỉ số Nasdaq cũng thế, nó tầm khoảng dưới 10.000, nhưng mà sau đó thì liên tục thiết lập các cái đỉnh mới và tăng gấp đôi, tăng gấp rưỡi. Đấy, còn Index của chúng ta thì sao? So với 2018 thì chúng ta mới chỉ vượt đỉnh có 20%, một cái sự vượt đỉnh nó khá là khiêm tốn, không, 18% thì đúng hơn. Đấy, mà nền kinh tế của chúng ta cũng vẫn duy trì được và nó cũng không giảm quá nhiều so với cái năm trước 2020. Thậm chí là cũng có những lúc là đã một số ngành ấy là đã vượt năm 2020 rồi. Trước 2020, tức là so năm thì sẽ là so 2019, đã vượt 2019 rồi. Đấy thì đấy là cái lý do mà thị trường chứng khoán lúc nào cũng có thể. Đấy, bây giờ thì sẽ phụ thuộc vào cái sự cung cầu của thị trường thôi, chứ
cái yếu tố doanh nghiệp trong quý 3 ấy, thì RK nghĩ rằng cũng phải chờ đến quý 3 thì nó mới có tác động tiêu cực được. Còn bây giờ là cái sự tranh đấu giữa tâm lý và dòng tiền và cái nguồn cầu, nguồn cung thị trường. Và trong cái diễn biến phân tích kỹ thuật, nếu bởi vì đóng cửa nó vẫn trên được cái mốc 1323, 1313 nên là vẫn là đang trong cái kỳ vọng tích cực cho ngắn hạn được, ngắn trung hạn là vẫn được. Đấy, còn khi nào nó thủng cái mốc 1267 thì thôi, thì chúng ta sẽ ngắn trung hạn sẽ thôi kỳ vọng. Thế thì vẫn ưu tiên nhà đầu tư tỷ trọng margin thấp, chúng ta sẽ giữ cổ phiếu. Đấy, trừ khi quý vị và các bạn là chốt lời và tạm đứng ra ngoài cuộc chơi thì quý vị hãy đứng ra ngoài thật lâu và đến tháng 10 quay trở lại. Chứ còn bây giờ mà đã đứng ra ngoài rồi mấy phiên nữa nó tăng lên thì lại nhảy vào thì lúc đấy nó không có tốt cho cái cách đầu tư mua đuổi bán tháo của quý vị. Mà chúng ta sẽ phải bình tĩnh mua đây này. Bây giờ là mua tích lũy này. Thì rồi chờ. Đấy, hoặc không thì chúng ta sẽ đứng ngoài. Đấy, chứ còn không bán tháo và cũng không mua đuổi sẽ là cái phương án tốt hơn cho chúng ta. Gia tăng cái thời gian lên thì chúng ta sẽ giảm thiểu được các cái rủi ro tăng giảm giá. Đấy, thì cái mốc của chúng ta sẽ là mốc chú ý là 1280 này, 1313, 1317, 1300. Và cái mốc ở đồ thị này là 1267. Cho dài hạn tiêu cực thì là 1267 nhé. Đấy, thì chúng ta sẽ chờ tiếp tục diễn biến của phiên hôm nay. Đây, nếu mà chúng ta xem theo tháng này, theo tháng thì chúng ta phải chờ đến hết tháng 8 xem là có vượt được 1380 không, hay là lại quay trở về thủng mốc 1280. Đó, thì nếu mà thủng về 1280 hay 1260 á, thì lại xấu. Đấy, còn trên được mốc 1300, 1280 á, thì lại vẫn ok. Đó, nên là chúng ta lại phải kiên nhẫn tới hết tháng xem sao. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video review sau. Hôm nay Erica chia sẻ khá nhiều bởi vì nó liên quan đến cung cầu và nó liên quan đến các cái bước đi của quý vị và các bạn để chúng ta hiểu rõ được rằng các yếu tố nó tác động lên thị trường. Và có lúc thì chúng ta nhìn ngắn được, có lúc thì chúng ta không nhìn ngắn được. Đấy, thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video sau. Chúc quý vị và các bạn có một tuần mình bình an trước Covid và mình có được cái sự thuận lợi trong giao dịch và có được may mắn trong đầu tư. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video sau. Để đồng hành cùng Erica thì quý vị và các bạn mở tài khoản ở link Erica Game ở trong cái phần comment ở bên dưới. Erica vẫn đang tìm kiếm những nhà đầu tư đồng hành dài hạn cùng với mình và cùng nhau giúp đỡ, hỗ trợ, support, đồng hành có được cái giá trị bền vững trong tăng trưởng trong cái lĩnh vực đầu tư cổ phiếu và đầu tư chứng khoán nói riêng. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video sau.